20 năm. Thì hôm nay bọn em đầu tiên là đến thăm cô. Trước tiên là để tri ân với cô những tình cảm mà bọn em đã gắn bó với cô trong 3 năm qua. Hôm nay đây để thăm cô. Trước tiên là trưa nay thì thấy cô vẫn mạnh khéo. Cựu học sinh lớp 12D thân mến, trăm năm nước chảy đá mòn, ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa. Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng cái đã 20 năm trôi qua kể từ ngày khóa học 12D chúng ta tốt nghiệp ra trường. Hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của những năm tháng xa cách từ khắp miền đất nước, tề tựu học cựu học sinh lớp 12D trường phổ thông trung học Kim Sơn A khóa 1997-2000. Về đây chúng ta cùng nhau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày rời xa mái trường cấp 3, Kim Sơn A thân yêu. 20 năm với biết bao đổi thay, nhưng cũng để mỗi người kịp nhận ra mình khi chúng ta trở lại đây, trên mảnh đất quê hương của một thời học trò đầy ắp những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè và mái trường mến yêu. 20 năm tốt nghiệp ra trường, về đây ôn lại thân thương một thời, dẫu cho vật đổi sao rời, tình thầy nghĩa bạn suốt đời sáng trong. Chúng ta xin trân trọng, nồng nhiệt, đón chào gần 50 bạn bè cùng gia đình cựu học sinh lớp 12D thân yêu. Đặc biệt xin trân trọng chào đón những người bạn đang làm ăn sinh sống ở xa quê với một tinh thần trách nhiệm của một thành viên lớp 12D đã không quản ngại đường xa về tham dự ngày vui trọng đại này.
mầm xanh tia nắng trở về.